Huyện miền núi Lang Chánh nỗ lực đẩy lùi nạn tảo hôn vùng dân tộc thiểu số. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ra công văn chỉ đạo tăng cường phòng chống đói rét cho vật nuôi. Những nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong chuyên mục câu chuyện vùng cao ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, huyện miền núi Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa bắt đầu triển khai thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020 của Thủ tướng Chính phủ. Sau 3 năm triển khai với nhiều cách làm hay sáng tạo trong công tác tuyên truyền vận động, đến nay huyện miền núi Lang Chánh đã dần đẩy lùi những hủ tục nói trên, trở thành địa phương đi đầu trong công tác này ở miền núi. Vợ chồng chị Hà Thị Nga, người dân tộc Thái, bản xã, là một trong những trường hợp tảo hôn ở xã biên giới Yên Khương, huyện Lang Chánh. Chị Nga và chồng đều sinh năm 2000, đến cuối năm 2018, cả hai tổ chức đám cưới. Nếu tính theo độ tuổi được phép kết hôn trong luật hôn nhân và gia đình, nữ đủ 18 tuổi, nam đủ 20 tuổi, thì chị Hà Thị Nga đã đủ tuổi trưởng thành được phép kết hôn, nhưng chồng chị thì lại thuộc trường hợp tảo hôn. Lập gia đình sớm lại không có nghề nghiệp ổn định, nên chồng chị Nga phải lặn lội ra tận Hải Phòng để làm thuê, còn người vợ ở nhà chăm con. Chị Nga tuổi còn trẻ lại không có nhiều kinh nghiệm chăm sóc con cái, nên bé trai của chị tuy gần một tuổi nhưng khá còi cọc, suy dinh dưỡng. Hàng ngày, hai mẹ con chị Nga cứ quanh quẩn trong ngôi nhà sàn mới dựng. Chào em lấy chồng được mấy năm rồi nhỉ? Một năm rồi chị ạ. Vậy thì hiện nay thì cái công việc chính ở nhà của em thì là như thế nào? Từ khi lấy chồng tới giờ em ở nhà chăm con. Vậy những cái bạn mà cùng lứa tuổi với em ấy, thì em có bạn nào mà lấy chồng sớm không? Dạ chưa chị, bởi vì các bạn ấy đang còn đi kiếm tiền, đi chơi này, đi mua sắm nữa. Vậy thì em có thấy những cái thiệt thòi như thế nào khi mà mình lấy chồng sớm không nhỉ? Dạ có ạ chị, thiệt thòi là trong khi các bạn đi làm ăn á, họ được tiền đi du lịch này, đi mua sắm những gì họ thích ấy. Còn em thì phải ở nhà cho con lo tiền bịp sữa. Vân vân nhiều thứ. Có thấy buồn không? Có ạ. Sau khi thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xã Yên Khương đã thành lập tổ tuyên truyền pháp luật với sự phối kết hợp giữa các phòng ban trong xã với các trưởng bản, bí thư chi bộ. Tổ tuyên truyền pháp luật hoạt động rất tích cực và hiệu quả. Mỗi khi các thành viên nắm bắt được các thông tin về trường hợp tảo hôn nào trên địa bàn, thì ngay sau đó, tổ đã kịp thời đến hộ gia đình đó tuyên truyền vận động, làm cho người dân tự nhận thấy được những hậu quả lâu dài mà con cháu họ sẽ là người gánh chịu nếu vi phạm quy định về độ tuổi lập gia đình. Từ đó, người dân sẽ hủy hôn hoặc hoãn hôn. Nếu gia đình nào không đồng thuận, thì tổ sẽ kiên quyết xử phạt hành chính. Từ năm 2017 đến nay, qua triển khai đề án, được cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các hộ gia đình đã tảo hôn, về tuyên truyền công tác và đẩy mạnh có cái nghị quyết của Đảng ủy đề ra. Đặc biệt năm 2018 là Đảng ủy có cái nghị quyết chuyên đề về cái tảo hôn cận huyết thống đồng bào dân tộc thiểu số, và đến năm 2019 nó giảm cơ bản, và đặc biệt năm 2020 này, số liệu đến tháng 12 này, xã Yên Khương không có vụ tảo hôn nào nữa. Yên Thắng cũng là một trong các xã có nhiều cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền phòng chống nạn tảo hôn ở huyện Lang Chánh. Những năm qua, cùng với việc giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ban ngành đoàn thể, thì Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đã phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ thôn bản, gắn với xử lý nghiêm túc những trường hợp cán bộ đảng viên vi phạm nạn tảo hôn. Ngoài ra, hàng năm, xã đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền nội dung liên quan đến tảo hôn, luật hôn nhân và gia đình tại các bản. Quy định rõ trong quy ước, hương ước của các bản về việc đảng viên, cán bộ không tham dự đám cưới tảo hôn. Anh Vi Văn Tiện ở bản Ngàm Vóc, xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh cũng là một trường hợp tảo hôn. Vi Văn Tiện lấy vợ khi mới 18 tuổi, chưa biết chăm lo vun vén cho cuộc sống, nên mọi việc hai vợ chồng trẻ đều phải nhờ cậy đến bố mẹ chồng.
Cả gia đình anh Tiện từ nhiều năm nay cũng chỉ trông chờ vào mấy sào lúa nước. Không có vốn và kinh nghiệm sản xuất nên cái nghèo cứ mãi đeo bám gia đình anh. Gia đình cũng không có nguồn thu gì, chỉ có vài sào ruộng được bố mẹ chia cho ngày trước thôi. Bố mẹ chồng tôi cũng nghèo, có bốn người con trai nên cũng vất vả lắm. Bây giờ chồng tôi và các con cũng đang đi làm thuê ngoài Hà Nội. Mấy tháng ốm đau cũng không về được. Xã nhà sẽ có sẽ tham mưu để mà có cái chương trình hướng nghiệp cho các cháu để mà thực hiện. Để phát triển kinh tế, không có cái chuyện là tảo hôn. Khách quan nhìn nhận, công tác tuyên truyền phòng chống nạn tảo hôn đã được cấp ủy chính quyền các cấp ở huyện Lang Chánh triển khai thực hiện khá đồng bộ. Hàng năm, để giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương, các phòng ban chuyên môn của huyện đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân. Trong đó, huyện đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền về luật hôn nhân và gia đình, tác hại của tảo hôn, kết hôn cận huyết thống cho hàng trăm người tham gia. Từ các hoạt động tuyên truyền trên đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng và người dân trong thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình. Việc giảm thiểu tình trạng tảo hôn đã giúp cho các cặp vợ chồng kết hôn đúng độ tuổi, có đủ sức khỏe, khả năng lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm bớt gánh nặng an sinh xã hội. Kết quả, nếu như năm 2018, toàn huyện Lang Chánh có 10 cặp tảo hôn, năm 2019 có 5 cặp, đến năm 2020 chỉ còn 2 cặp. Sau khi có cái đề án và bà con được tuyên truyền, và đặc biệt là chúng tôi tuyên truyền đến cái lứa tuổi vị thành niên, cái lứa tuổi các cháu đang còn học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, và lại nâng cao cái nhận thức cho các cháu, thì đến năm 2020 thì cái tỷ lệ đã giảm rõ rệt. Thì hiện nay là chỉ còn 1-2 xã là còn 1-2 trường hợp là tảo hôn. Đặc biệt là cái nạn hôn nhân cận huyết thống thì ở huyện Lang Chánh là trong 3 năm vừa qua là không có một trường hợp nào. Tảo hôn là một hủ tục lạc hậu, là một trong những tệ nạn xã hội ngăn cản việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở các địa phương, là trở lực thực hiện đường lối của Đảng về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy chính quyền và cả hệ thống chính trị, chắc chắn nạn tảo hôn trên địa bàn huyện Lang Chánh sẽ sớm bị đẩy lùi, để các bản làng vùng cao nơi đây sẽ không còn hình ảnh những em thiếu niên làm mẹ khi mới 15-16 tuổi. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo thực hiện một số nội dung cụ thể sau. 1. Chỉ đạo phòng chống đói rét cho vật nuôi. Có văn bản chỉ đạo các cơ quan trong tỉnh thực hiện các hoạt động cụ thể về phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi, đặc biệt là đàn gia súc, đồng thời cử các đoàn công tác đi chỉ đạo trực tiếp, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống đói rét. Đặc biệt, chú trọng các địa phương vùng cao, nơi vật nuôi có nguy cơ bị ảnh hưởng nhiều do đói rét. Chủ động sử dụng ngân sách dự phòng của địa phương để phục vụ công tác phòng chống đói rét cho vật nuôi. Hỗ trợ vật tư kinh phí cho các hộ chăn nuôi nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc, hộ bị thiệt hại do bão lũ vừa qua để gia cố, che chắn chuồng trại và mua thức ăn bổ sung cho đàn vật nuôi. Phổ biến kinh nghiệm phòng chống đói rét cho gia súc của các địa phương và xây dựng phương án ứng phó kịp thời khi rét đậm, rét hại xảy ra. 2. Hướng dẫn các biện pháp phòng chống đói rét. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra hướng dẫn người chăn nuôi chủ động dự trữ thức ăn tinh và thức ăn khô như rơm, cỏ khô, thức ăn ủ chua và đảm bảo các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho trâu bò. Liên tục cập nhật diễn biến thời tiết khí hậu ở địa phương, thông tin kịp thời và thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng để người chăn nuôi biết, không chủ quan và bị động trong việc phòng chống đói rét cho vật nuôi. Những ngày rét nhiệt độ ngoài trời dưới 12 độ C, tuyên truyền vận động nông dân không cho châu bò làm việc, chăn thả tự do. Đưa châu bò về chỗ nuôi nhốt có kiểm soát, củng cố chuồng trại chăn nuôi, che chắn giữ khô nền chuồng, kín, ấm và bảo đảm vệ sinh chuồng nuôi. Tới đây, chuyên mục câu chuyện vùng cao xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.